Xin chào tất cả các bạn à. Hôm nay tiếp tục mình đến cơ sở bán máy của chú Long Trang ở Nông Căn Cà Mau các bạn. Hôm nay chú mới về cái máy hai lốc, máy Gabit nha các bạn. Hai máy, hai thì. Máy này máy hai thì nha các bạn. Hai thì hiệu Gabit. Máy này thì cái bô nó nằm ở dưới các bạn, khác hơn cái máy trước bấm mình đăng bán à. Máy này thì cái bô nằm dưới. Made in Japan luôn các bạn. Nhìn ta vệ sinh rất là kỹ, rất là mới. Nhìn nó còn mới các bạn. Mà nhìn cái bô nè. Cái bô ở dưới nó sơn màu còn nắng cón luôn ha. Rất là đẹp. Để mình quay xương xương cho bạn xem ha. Cục đề nó rất là lớn nha các bạn. Máy này chắc công sức lớn. Mà nhìn cái cục đề của nó kìa. Củ đề như củ đề máy xe vậy các bạn. Bự. Rồi cái lốc sau nữa các bạn. Cái cốt còn rất là mới luôn các bạn. Cốt nằm trên. Cái bô này nằm ở dưới đáy. Cái bô còn rất là mới các bạn. Nhìn nó long lanh lóng lánh luôn ha. Rất là mới. Máy này mấy cú quả ít hoạt động thôi. Bởi vì máy nào máy nó về cũng mới tin à. Này chủ yếu là tại dự phòng để chữa cháy ít xài lắm, lâu lâu mới chạy một lần ha, bởi vì máy cứu hỏa này rất là mới. Đó, cái máy trọng của ông đó các bạn, nó khác hơn máy này à. Máy này khác hơn này, bên hông đó bạn, hai cái bogie hai máy ha. Nhìn cái chụp bogie còn mới tinh luôn các bạn, rất là đẹp. Cái đó là cái họng e á. Hỏng hay gió. Cái bô đặc biệt nó nằm ở dưới lườn luôn ha. Cái này mình về mình cắt mình chế lại thì nó gọn lại các bạn. Cái máy này mình về mình đặt cái vỏ tốc độ khoảng 5m4 các bạn. Cái tốc độ 5m4 chạy là rất là giọt các bạn. Nó tốc độ. Mấy thông số tua thì mình cũng không rành ha. Mấy máy này chắc tua cũng cao. Tua cũng cả 6.000 cho lên chứ không vừa mày. Tại vì bỏ mình mua cái máy tuabin mà cái hai thì nó chín ngựa mà tua nó cũng 6.000 này. Rồi, cái máy mình là máy Shiboga chứ lộn. Xin lỗi các bạn nha. Máy mình máy Shiboga chín ngựa. Còn cái máy này thì máy Gabit. Mấy máy này thì dòng tua rất là cao các bạn. Tua cao. Để nó chạy rất là nhanh các bạn. Nhìn nước sơn còn rất là mới. Mặt vật chất bị đen. Mình có để số điện thoại chú ở dưới đấy ha. Các bạn có nhu cầu thì điện alo chú nha các bạn. Thương lượng về giá cả nha, cũng như cách vận chuyển nha các bạn. Đây mình đang bán giùm chú nha. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ các bạn. Thân ái chào các bạn nha.